Xin chào quý vị và các bạn, mời quý vị cùng theo dõi bản tin thời tiết hôm nay của báo Thanh Hóa. Thông tin từ Đài khí tượng thủy văn Thanh Hóa, ngày 29 tháng 5, khu vực Thanh Hóa tiếp tục có nắng nóng và nắng nóng gay gắt với nhiệt độ không khí cao nhất ngày phổ biến từ 36 đến 38 độ C, có nơi trên 38 độ C, độ ẩm tương đối thấp nhất ngày từ 50 đến 55%. Do ảnh hưởng của nắng nóng kết hợp với độ ẩm trong không khí giảm thấp, nên có nguy cơ xảy ra cháy nổ, hỏa hoạn ở các khu vực dân cư do nhu cầu sử dụng điện tăng và nguy cơ xảy ra cháy rừng. Ngoài ra, nắng nóng còn có thể gây tình trạng mất nước, kiệt sức, đột quỵ do sốc nhiệt đối với cơ thể. Quý vị và các bạn cần lưu ý khi tiếp xúc lâu với nền nhiệt cao. Và sau đây sẽ là dự báo chi tiết các khu vực trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa. Khu vực Mường Lát, Quan Hóa, Quan Sơn, Bá Thước, mây thay đổi, đêm và chiều tối có mưa rào và rông rải rác, Ngày nắng nóng, có nơi nắng nóng gầy gắt. Gió Nam đến Tây Nam cấp 2, cấp 3, nhiệt độ 27 đến 38 độ C, độ ẩm 60 đến 95%. Khu vực Lang Chánh, Thường Xuân, Ngọc Lặc, Thọ Xuân, Thạch Thành, Cẩm Thủy, mây thay đổi, đêm và chiều tối có mưa rào và rông rải rác, ngày nắng nóng, gió nam đến tây nam cấp 2 cấp 3, nhiệt độ 28 đến 37 độ C, độ ẩm 60 đến 95%. Khu vực Như Xuân, Như Thanh, mây thay đổi, đêm và chiều tối có mưa rào và rông vài nơi, ngày nắng nóng, có nơi nắng nóng gầy gắt, gió nam đến tây nam cấp 2, cấp 3, nhiệt độ 28 đến 38 độ C, độ ẩm 62 đến 95%. Khu vực Triệu Sơn, Thiệu Hóa, Vĩnh Lộc, Yên Định, mây thay đổi, đêm và chiều tối có mưa rào và rông vài nơi, ngày nắng nóng, gió nam đến tây nam cấp 2, cấp 3, nhiệt độ 29 đến 37 độ C, độ ẩm 62 đến 95%. Khu vực Hà Trung, Nga Sơn, Hậu Lộc, Hoàng Hóa, Đông Sơn, Quảng Sương, Nông Cống. Mây thay đổi, đêm không mưa, ngày nắng nóng. Gió Nam đến Tây Nam cấp 2, cấp 3, nhiệt độ 29 đến 37 độ C, độ ẩm 63 đến 95%. Khu vực thị xã Bỉm Sơn, mây thay đổi, đêm không mưa, ngày nắng nóng, gió nam đến tây nam cấp 2, cấp 3, nhiệt độ 28 đến 37 độ C, độ ẩm 65 đến 95%. Khu vực thành phố Thanh Hóa mây thay đổi, đêm không mưa, ngày nắng nóng, gió nam đến tây nam cấp 2 cấp 3, nhiệt độ 28 đến 37 độ C, độ ẩm 65 đến 95%. Khu vực thành phố Sầm Sơn mây thay đổi, đêm không mưa, ngày trời nắng nắng nóng, gió nam đến tây nam cấp 2 cấp 3, nhiệt độ 30 đến 35 độ C, độ ẩm 65 đến 95%. Khu vực thị xã Nghi Sơn mây thay đổi, đêm không mưa, ngày nắng nóng, gió nam đến tây nam cấp 2 cấp 3, nhiệt độ 30 đến 38 độ C độ ẩm 65 đến 95%. Khu vực vùng biển Thanh Hóa mây thay đổi, có mưa rào và rông vài nơi, tầm nhìn xa trên 10 km, gió nam đến tây nam cấp 4 cấp 5, độ sóng từ 1 đến 2 m. Trong 48 giờ tới, mây thay đổi đến nhiều mây, đêm và chiều tối có mưa rào, cục bộ có mưa to và rông rải rác, ngày trời nắng, có nơi nắng nóng, gió đông đến đông nam cấp 2, cấp 3, ngoài khơi cấp 4, cấp 5, độ cao sóng từ 1 đến 2 m Và sau đây là dự báo thời tiết các khu vực trên cả nước ngày 29 tháng 5. Khu vực Hà Nội có mây, chiều tối và đêm có mưa rào và rông vài nơi. Ngày nắng có nơi nắng nóng, gió nhẹ. Trong mưa rông có khả năng xảy ra lốc, xét và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất từ 25 đến 28 độ C. Nhiệt độ cao nhất từ 33 đến 35 độ C. Có nơi trên 35 độ C. Phía Tây Bắc Bộ có mây, chiều tối và đêm có mưa rào và rông rải rác. Cục bộ có mưa to, ngày có mưa rào và rông vài nơi, gió nhẹ. Trong mưa rông có khả năng xảy ra lốc, xét, mưa đá và gió giật mạnh nhiệt độ thấp nhất từ 24 đến 27 độ C, có nơi dưới 23 độ C, nhiệt độ cao nhất từ 31 đến 34 độ C, có nơi trên 34 độ C. Phía đông bắc bộ có mây, vùng núi và trung du chiều tối và đêm có mưa rào và rông rải rác, cục bộ có mưa to, ngày có mưa rào và rông vài nơi, khu vực đồng bằng chiều tối và đêm có mưa rào và rông vài nơi, ngày nắng, có nơi nắng nóng, gió nhẹ, trong mưa rông có khả năng xảy ra lốc, xét, mưa đá và gió giật mạnh nhiệt độ thấp nhất từ 25 đến 28 độ C, vùng núi có nơi dưới 24 độ C, nhiệt độ cao nhất từ 32 đến 35 độ C, riêng khu vực đồng bằng có nơi trên 35 độ C. Các tỉnh từ Thanh Hóa đến Thừa Thiên Huế, có mây, chiều tối và đêm có mưa rào và rông vài nơi, ngày nắng nóng, có nơi nắng nóng gầy gắt, gió Tây Nam cấp 2, cấp 3, trong mưa rông có khả năng xảy ra lốc, xét, mưa đá và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất từ 28 đến 31 độ C, nhiệt độ cao nhất từ 35 đến 37 độ C, có nơi trên 38 độ C. Khu vực các tỉnh thành phố từ Đà Nẵng đến Bình Thuận có mây, chiều tối và đêm có mưa rào và rông vài nơi, ngày nắng nóng, có nơi nắng nóng gay gắt, gió tây nam cấp 2 cấp 3, trong mưa rông có khả năng xảy ra lốc sét, mưa đá và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất từ 28 đến 31 độ C, nhiệt độ cao nhất từ 35 đến 37 độ C, có nơi trên 38 độ C. Khu vực Tây Nguyên nhiều mây, chiều và đêm có mưa rào và rông rải rác, cục bộ có mưa to, gió tây nam cấp 2 cấp 3, trong mưa rông có khả năng xảy ra lốc, xét, mưa đá và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất từ 22 đến 25 độ C, nhiệt độ cao nhất từ 28 đến 31 độ C, có nơi trên 31 độ C. Khu vực Nam Bộ nhiều mây, chiều và đêm có mưa rào và rải rác có rông, cục bộ có mưa to. Gió Tây Nam cấp 2, cấp 3, trong mưa rông có khả năng xảy ra lốc, xét, mưa đá và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất từ 25 đến 28 độ C, nhiệt độ cao nhất từ 30 đến 33 độ C, có nơi trên 33 độ C những thông tin vừa rồi đã khép lại nội dung bản tin thời tiết hôm nay của báo thanh hóa cảm ơn quý vị đã quan tâm theo dõi xin kính chào và hẹn gặp lại tại những bản tin tiếp theo